áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các bạn đến với khoa học môn toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của kênh dạy học trực tuyến Vietjet. Và hôm nay thì cô trò mình tiếp tục đồng hành cùng với nhau ở trong chương trình học và tiếp tục tìm hiểu bài số 19, bài hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật và hình vuông. Ở tiết học trước thì chúng mình đã tìm hiểu về hình tam giác này, hình tứ giác rồi. Vậy thì còn hình chữ nhật và hình vuông thì có đặc điểm như thế nào? Thì cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay. Chúng mình sẽ đến với phần đầu tiên, đó là phần khám phá. Hãy quan sát xem là câu chuyện giữa ba bạn nhỏ này là nói về vấn đề gì này. Ở đây thì chúng mình thấy là bạn Mai, bạn ấy đang cầm một bức tranh và bạn ấy nói là bức tranh này thì có dạng là hình chữ nhật. Và bạn robot bạn nói là các góc ở khung tranh thì đều là góc vuông. Đây, góc của khung tranh đấy thì đều là góc vuông. Vậy thì bạn Việt bạn ấy lại đặt ra câu hỏi đó là các góc của hình chữ nhật có là góc vuông không nhỉ? À, tại vì ở đây chúng mình thấy là khung tranh này có dạng hình chữ nhật và bạn robot nói là các góc của khung tranh này thì đều là góc vuông. Vậy thì bạn Việt bạn ấy thắc mắc là như vậy thì trong hình chữ nhật các góc của nó có phải là góc vuông hay không? Thì bây giờ chúng mình sẽ tìm câu trả lời thông qua bài học ngày hôm nay. Chúng mình sẽ có, nhìn giúp cô này, chúng ta sẽ có hình chữ nhật. Trên bảng cô đây là hình chữ nhật A, B, C, D. Đây, hình chữ nhật A, B, C, D. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng cô tìm hiểu đặc điểm của hình chữ nhật này. Đầu tiên thì chúng mình hãy quan sát vào hình chữ nhật A, B, C, D này, xem là hình chữ nhật này thì có bao nhiêu cạnh. Đây, chúng mình sẽ có đầu tiên đó là cạnh AB, tiếp theo cạnh BC, cạnh CD và cạnh DA. Như vậy là chúng mình thấy là trong hình chữ nhật này có 4 cạnh, đúng chưa? Và xem là các đỉnh này, góc tại các đỉnh này thì có phải là góc vuông hay không? Trả lời cho câu hỏi của bạn Việt thì chúng mình sẽ sử dụng đến người bạn đồng hành, đó là chiếc cây ke này, để kiểm tra xem 4 góc tại 4 đỉnh này có phải là 4 góc vuông hay không. Đầu tiên cô sẽ kiểm tra góc tại đỉnh A. Đây. Đặt góc vuông của chiếc cây ke trùng với góc tại đỉnh A thì cô nhận thấy hai cạnh AD và cạnh AB này sẽ trùng với hai cạnh của chiếc thước eke này, hai cạnh góc vuông của chiếc thước eke này. Như vậy thì chúng mình sẽ có góc tại đỉnh A là một góc vuông. Góc tại đỉnh B, cô đặt thước này, nhớ là góc vuông của chiếc eke trùng với góc cần kiểm tra. Cạnh AB, cạnh BA và cạnh BC thì trùng với hai cạnh góc vuông của chiếc eke, vậy thì góc B này cũng là một góc vuông. Góc tại đỉnh C. Đây. Đó, hai cạnh của góc đó là cạnh CB và cạnh CD thì trùng với hai cạnh góc vuông của góc này. Và cuối cùng, góc tại đỉnh D. Được chưa? Đó, cạnh DA và cạnh DC cũng trùng với hai cạnh góc vuông của chiếc cây ke. Như vậy chúng mình có trong hình chữ nhật ABCD này có 4 góc tại 4 đỉnh là 4 góc vuông. Như vậy thì chúng mình có đặc điểm hình chữ nhật là gì ạ? Hình chữ nhật ABCD này thì sẽ có 4 cạnh và 4 góc vuông. Rồi bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu tiếp về các cạnh đối diện ở trong hình chữ nhật này. Thì thế nào là cạnh đối diện các bạn nhỉ? À, trong hình chữ nhật này chúng mình sẽ có hai cặp cạnh đối diện, đó là cặp AB, DC, được chưa? Hai cạnh này đối diện nhau, vậy chúng mình sẽ có cặp cạnh đối diện đầu tiên là AB và DC. Cặp cạnh đối diện thứ hai đó là AD và BC. Thì chúng mình kiểm tra xem là chúng có bằng nhau hay không. Ở đây thì cô thấy là hình chữ nhật ABCD này đã được đặt trên lưới ô vuông rồi. Vậy thì cô sẽ kiểm tra độ dài bằng cách đó là xem là cạnh AB này bằng độ dài là bao nhiêu ô vuông. 1, 2, 3, 4, 5, 6. AB có độ dài là 6 ô vuông. Còn DC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy là DC cũng có độ dài là 6 ô vuông. Như vậy ta thấy là cặp cạnh đối diện đầu tiên AB và DC thì có độ dài bằng nhau. Còn cặp cạnh đối diện thứ hai AD và BC, AD thì có độ dài là 1, 2, 3, 4 ô vuông. Còn BC 1, 2, 3, 4 ô vuông. Như vậy chúng mình thấy là hai cạnh đối diện này cũng có độ dài bằng nhau. Hoặc là các bạn nếu không thích kiểm tra độ dài bằng cách đếm một số ô vuông này thì các con hoàn toàn có thể lấy giúp cô chiếc thước mà có chia vạch cm để chúng mình có thể kiểm tra độ dài của các cạnh này. Rồi, như vậy thì sau khi kiểm tra thì chúng mình sẽ có kết luận như sau này.
hai cạnh dài AB và DC. Đấy, đây là hai cạnh dài của hình chữ nhật thì có độ dài bằng nhau, và chúng mình sẽ ghi là AB bằng DC. Đây, số bằng ở giữa này. AB bằng DC ghi ngắn gọn như thế này. Tiếp theo chúng mình có hai cạnh ngắn, hai cạnh đối diện, hai cạnh ngắn đó là AD và BC thì cũng có độ dài bằng nhau, và mình sẽ viết là AD bằng với BC, được chưa ạ? Đó. Cô nhắc lại này, trong hình chữ nhật ABCD này chúng mình sẽ có 4 cạnh 1 2 3 4 và 4 góc vuông, có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn cũng có độ dài bằng nhau. Bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu tiếp đến hình vuông. Hình vuông MNPQ xem là nó có các đặc điểm nào có giống với hình chữ nhật hay không. Thì đầu tiên chúng mình thấy là trong hình vuông này cũng có gì nhỉ? 4 cạnh, đúng chưa? Cạnh MN, NP, PQ và QM, đủ 4 cạnh. Và xem là 4 góc tại 4 đỉnh của hình vuông này có phải góc vuông hay không? Đây, sẽ dùng chiếc eke để kiểm tra này. Đầu tiên góc tại đỉnh M, ta có hai cạnh MN và MQ sẽ trùng với hai cạnh của góc vuông của chiếc eke như vậy. Góc tại đỉnh M này là một góc vuông. Góc tại đỉnh N, đúng chưa ạ? Cũng là một góc vuông. Góc tại đỉnh P, rồi, sẽ đứng sang phía bên này, được chưa các con? À, cũng là một góc vuông. Và cuối cùng chúng mình sẽ có góc tại đỉnh Q, à, cũng là một góc vuông. Như vậy là hình vuông này cũng có 4 góc, là 4 góc vuông, 4 góc vuông, đúng chưa ạ? Như vậy là trong hình vuông này chúng mình cũng có đặc điểm gần giống với chữ nhật, đó là trong hình vuông cũng có 4 cạnh và 4 góc vuông, đúng chưa ạ? Đúng chưa? Và chúng mình sẽ có độ dài của 4 cạnh này như thế nào? Chúng mình cùng kiểm tra này. Cạnh MN 1 2 3 4, MN bằng 4 ô vuông. NP 1 2 3 4 cũng 4 ô vuông. QP 1 2 3 4 và QM 1 2 3 4. Như vậy chúng mình thấy là 4 cạnh của hình vuông này thì đều bằng nhau. Vậy thì ta sẽ kết luận được rằng trong một hình vuông hay là hình vuông MNPQ ta sẽ có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. Đây, cái đặc điểm này thì khác so với cái đặc điểm của hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì sẽ có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau. Còn hình vuông thì có 4 cạnh đều bằng nhau. Đó cũng chính là phần kiến thức mình cần phải ghi nhớ. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại cùng với cô này. Đầu tiên chúng ta sẽ có hình chữ nhật thì có 4 góc vuông, hai cạnh dài có độ dài bằng nhau và hai cạnh ngắn có độ dài bằng nhau. Nhớ là hai cạnh dài bằng nhau này, có độ dài bằng nhau và hai cạnh ngắn có độ dài bằng nhau. Độ dài cạnh gọi là chiều dài. Đây. Độ dài của cạnh này, của các cạnh dài này thì chúng mình gọi là chiều dài, còn độ dài của cạnh ngắn thì chúng mình gọi là chiều rộng. Đấy nhá. Nhớ là chiều dài của hình chữ nhật đây chính là độ dài của các cạnh dài. Còn cạnh ngắn này có độ dài bao nhiêu thì chính là chiều rộng. Nhớ chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. Và mình sẽ có hình vuông là một hình mà có 4 góc vuông, có 4 cạnh và có độ dài bằng nhau. Chỉ có hình chữ nhật mới có cạnh dài, mới có chiều dài và chiều rộng thôi. Còn hình vuông chúng mình có độ dài của 4 cạnh là bằng nhau thì chúng mình chỉ gọi là cạnh thôi, các bạn nhớ chưa? Và đây cũng chính là phần kiến thức mà các bạn phải thật ghi nhớ về hình chữ nhật và hình vuông để chúng mình có thể áp dụng vào các bài tập sau này. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng cô chuyển sang phần tiếp theo để cùng nhau làm một số bài tập. Chúng mình sẽ đến với bài tập đầu tiên trong phần luyện tập, là bài tập 1. Trong bài tập số 1 này chúng mình sẽ có hai phần là phần A và phần B, thì chúng mình sẽ tìm hiểu phần A trước này. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình vuông? Nhớ là hình vuông. Các bạn hãy nhắc lại giúp cô các đặc điểm của hình vuông. Thì chúng mình có hình vuông là hình như thế nào nhỉ? Hình vuông là hình mà có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau, đúng chưa? Bây giờ thì chúng mình sẽ kiểm tra hình đầu tiên, đó là hình ABCD, xem là hình này có đủ yêu cầu để thành một hình vuông hay không. Đầu tiên nó phải có 4 cạnh bằng nhau. Ở đây chúng mình có cạnh AB, cạnh BC, cạnh CD và cạnh AD. Thì cô sẽ kiểm tra hai cạnh AB và cạnh BC trước xem chúng có bằng nhau hay không này. Đây, AB thì có độ dài là 3 ô vuông, 1, 2, 3. BC thì có độ dài là 1, 2, 3, 4 ô vuông. Như vậy là chúng mình thấy là hai cạnh này không bằng nhau rồi. Vậy thì khi mà trong một hình có hai cạnh không bằng nhau thì hình này chắc chắn không phải là hình vuông rồi. Vậy chúng mình sẽ loại luôn hình này, không cần kiểm tra nữa.
Rồi chúng mình kiểm tra đến hình số 2. Hình số 2 này thì cô sẽ đi kiểm tra, tại vì cô nghĩ đây không phải là một hình vuông, vì là những cái góc này, góc tại đỉnh N và góc tại đỉnh Q này thì sẽ không phải góc vuông, thì cô sẽ sử dụng luôn chiếc eke để kiểm tra xem góc này có phải là góc vuông hay không. Cô sẽ kiểm tra góc tại đỉnh N. Đây, đặt góc vuông của chiếc eke trùng với góc tại đỉnh N. Và cô thấy là cạnh NP này cô đặt trùng với cạnh góc vuông của eke, còn cạnh NM thì nó không trùng với cạnh còn lại của chiếc eke, cạnh góc vuông của chiếc eke. Như vậy mình thấy là góc tại đỉnh N này không phải là góc vuông. Khi mà trong một hình có một góc không phải là góc vuông thì hình này chắc chắn là không phải hình vuông luôn. Vậy chúng mình sẽ loại luôn. Vậy thì hình số 1 và hình số 2 không phải là hình vuông rồi. Vậy thì còn hình số 3 này có phải là hình vuông hay không thì cô và các bạn sẽ cùng kiểm tra này. EG, GH xem là hai cạnh này có độ dài bằng nhau hay không. Cô sẽ kiểm tra bằng cách là đếm số ô vuông, tìm độ dài của chúng. EG có độ dài là 1, 2, 3, 4 ô vuông. GH 1, 2, 3, 4 ô vuông. Như vậy là hai cạnh này bằng nhau rồi. Kiểm tra tiếp hai cạnh còn lại. HI có độ dài là 1, 2, 3, 4, cũng 4. Và IE thì 1, 2, 3, 4. Như vậy là điểm đầu tiên, yêu cầu đầu tiên là mình đã có bốn cạnh bằng nhau rồi. Vậy thì bốn góc của nó có phải bốn góc vuông hay không? Dùng EK kiểm tra. Đầu tiên, góc tại đỉnh E. Đó, mình sẽ có hai cạnh là EI và EG trùng với hai cạnh góc vuông của EK rồi, đúng chưa? Một góc vuông. Tiếp theo, mình sẽ có đây, góc tại đỉnh G, GE và GH trùng với cạnh góc vuông của EK, hai góc vuông nhá. Đây. Đây thì mình có HI và HG là trùng với hai cạnh góc vuông, ba góc vuông, và góc còn lại, góc tại đỉnh Y cũng là một góc vuông. Như vậy chúng mình thấy là hình EGHI này là một hình vuông, tại vì nó có đủ hai yêu cầu, một là bốn cạnh bằng nhau và thứ hai là có bốn góc vuông. Các bạn nhớ giúp cô này lưu ý này, khi mà chúng mình kiểm tra ví dụ như hình đầu tiên là hình ABCD này, chúng mình chỉ cần thấy hai cạnh không bằng nhau thì chúng mình không cần phải kiểm tra nữa, tại vì nó chắc chắn không phải hình vuông rồi, không cần phải đi kiểm tra góc. Còn nếu ví dụ như hình MPQM, NPQM này, chúng mình kiểm tra thấy có một góc không phải góc vuông thì chúng mình không cần phải đi kiểm tra các cạnh của nó nữa, mà chúng mình sẽ thấy ngay hình này là không phải hình vuông. Như vậy chúng mình thấy là trong phần A này chúng mình có duy nhất một hình, đó là hình EGHI là hình vuông. Đây chúng mình trả lời này. Hình EGHI là hình vuông. Được chưa? Rồi. Tại vì là trên đề bài chỉ hỏi chúng mình là hình nào là hình vuông, vậy chúng mình chỉ cần trả lời hình EGHI là hình vuông là được, còn hai hình kia không phải là hình vuông, được chưa? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển tiếp sang phần B của bài tập số 1. Chúng mình có câu hỏi trong phần B. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật? Phần A thì chúng mình đi tìm hình vuông, còn phần B chúng mình đi tìm xem là trong các hình này thì đâu là hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì có đặc điểm như thế nào các bạn nhỉ? À, trong một hình chữ nhật thì phải có yêu cầu là như thế nào? Có bốn góc vuông và có như thế nào nhỉ? À, có hai cạnh dài bằng nhau, hay là có chiều dài hai cạnh dài bằng nhau, hoặc là hai cạnh ngắn cũng có độ dài bằng nhau. Rồi bây giờ để chúng mình nhìn giúp cô xem là hình đầu tiên là hình ABCD này thì có phải hình chữ nhật hay không. Thì trong hình này cô nhìn thấy là các góc ở đây cô nghĩ nó là không phải góc vuông, vậy thì cô sẽ đi kiểm tra góc trước xem là bốn góc này có phải góc vuông hay không. Cô sẽ kiểm tra góc tại đỉnh A trước này, đặt trước cái ke này. Rồi, cạnh AB trùng với cạnh góc vuông, còn cạnh AD thì nó lại không trùng với cạnh góc vuông còn lại của chiếc eke. Như vậy chúng mình thấy là góc tại đỉnh A này không phải góc vuông. Khi mà một hình mà có một góc không phải góc vuông thì hình này chắc chắn là không phải hình chữ nhật rồi. Chúng ta không cần phải đi kiểm tra cạnh nữa. Đó, chúng mình sẽ kết luận luôn hình ABCD không phải hình chữ nhật. Rồi đến với hình MNPQ. Cô nghĩ là hình này là hình chữ nhật. Bây giờ chúng mình sẽ đi kiểm tra góc trước, xem bốn góc tại bốn đỉnh này có phải góc vuông hay không. Góc tại đỉnh M. Đây, được chưa? Một góc vuông. Góc tại đỉnh N. Đây. Đó, hai góc vuông. Góc tại đỉnh P. Được chưa các bạn? Ba góc vuông.
và cuối cùng là góc tại đỉnh quy. Chung luôn nhá, 4 góc vuông như vậy là đủ yêu cầu 4 góc vuông. Bây giờ đi kiểm tra chiều dài này, hay là kiểm tra xem là hai cạnh dài có bằng nhau hay không. MN 1 2 3 4 5 6 ô vuông. MN có độ dài là 6 ô vuông. QP 1 2 3 4 5 cũng 6 ô vuông. Như vậy là hai cạnh này bằng nhau. MN bằng với QP. MQ và NP thì như thế nào? MQ 1 2 3 4 ô vuông và độ dài là 4 ô vuông, còn NQ, xin lỗi, NP thì mình sẽ có là 1 2 3 cũng 4 ô vuông. Như vậy chúng mình sẽ có trong hình MNPQ này có 4 góc vuông và có hai cạnh MN bằng với QP, hai cạnh MQ bằng với cạnh NP. Như vậy là hình này đủ yêu cầu là một hình chữ nhật, được chưa? Và ta sẽ có MNPQ là một hình chữ nhật. Rồi đến với hình EGHI thì trong hình này cô nghĩ nó không phải hình chữ nhật, tại vì mình sẽ nhìn thấy các góc này không phải góc vuông. Bây giờ cô sẽ đi kiểm tra một góc, đó là góc tại đỉnh Y xem này. Đây. Đó, góc tại đỉnh Y chúng mình thấy là cạnh IH này trùng với một cạnh của góc vuông của chiếc EKE, còn cạnh IE thì không trùng. Như vậy mình sẽ có góc tại đỉnh Y này không phải là góc vuông. Vậy thì chúng mình không cần phải đi kiểm tra các góc còn lại và các cạnh nữa, mà ta sẽ nhận thấy ngay là hình EGHI này không phải là một hình chữ nhật. Hoặc là chúng mình nhìn giúp cô vào cạnh EG và cạnh IH này thì chúng mình nhận thấy ngay là hai cạnh này không bằng nhau. Vậy thì chúng mình cũng kết luận được là hình này không phải là hình chữ nhật. Được chưa? Rồi, đến với hình cuối cùng là hình RTXY. Chúng mình nhìn xem hình này có phải hình chữ nhật hay không. Đầu tiên thì cô sẽ đi kiểm tra các góc. Góc đầu tiên là góc tại đỉnh R. Đây, đặt trước cái ke này. Một góc vuông. Góc tại đỉnh T. Hai góc vuông. Góc tại đỉnh X xem nào, có được không? À, ba góc vuông nhá. Và góc tại đỉnh Y này. Đó, như vậy là trong hình này chúng mình đã có bốn góc vuông. Các cạnh thì như thế nào? Cạnh RT và cạnh XY, YX thì đều có độ dài là 2 ô vuông. Cạnh RY, đây, 4 ô vuông, và cạnh TX cũng có độ dài là 4 ô vuông. Như vậy là trong hình này chúng mình có 4 góc vuông, có hai cạnh bằng nhau, hai cạnh đối diện là hai cạnh ngắn này bằng nhau và hai cạnh dài có độ dài bằng nhau. Như vậy là nó cũng đủ yêu cầu là hình chữ nhật. Và ta có trong bốn hình này thì có hai hình là hình chữ nhật, đây, hình số 2 và hình số 4, còn hai hình không phải hình chữ nhật. Bây giờ chúng mình sẽ trả lời này. Hình chữ nhật là, các hình chữ nhật là chúng mình có hình đầu tiên là MNPQ. Và hình thứ hai đó là RTXY. Rồi, như vậy là chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 1, tìm xem hình nào là hình vuông và hình nào là hình chữ nhật. Bây giờ chúng mình sẽ cùng cô chuyển qua bài tập tiếp theo. Chúng mình sẽ có bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2 này thì chúng mình có là bài tập điền số. Và đây chúng mình có hai hình là hình ABCD và hình MNPQ. Câu hỏi như sau này. Bằng cách nào đo? Bằng cách đo trên hình vẽ. Hình vuông ABCD có độ dài cạnh là hỏi chấm cm. Đây, đây là hình vuông, hình này là hình vuông này, ABCD. Bây giờ chúng mình sẽ kiểm tra xem là độ dài cạnh của hình vuông này là bao nhiêu cm. Vậy thì chúng mình nhớ lại giúp cô kiến thức về hình vuông. Trong hình vuông thì chúng mình sẽ có các cạnh hay là bốn cạnh có độ dài bằng nhau. Vậy thì chúng mình chỉ cần kiểm tra độ dài cạnh của một hình vuông, của một cạnh của hình vuông thì chúng mình sẽ ghi được kết quả vào đây. Rồi bây giờ thì các bạn hãy cùng cô dùng thước mà có chia vạch cm để kiểm tra nào. Đây, cô sẽ đặt thước để kiểm tra. Cô sẽ kiểm tra cạnh DC này nhá. À, cô thấy là cạnh DC này thì có độ dài là 3 cm, điền vào đây là 3. Rất là đơn giản thôi. Rồi đến với hình tiếp theo thì hình tiếp theo là một hình chữ nhật, hình chữ nhật MNPQ. MNPQ có chiều dài là hỏi chấm cm và chiều rộng là hỏi chấm. Vậy thì ở đây chúng mình có đâu là chiều dài ạ?
chiều dài chính là cạnh dài. Đây chúng mình có hai cạnh dài là MN và QP, còn chiều rộng là độ dài của hai cạnh ngắn NP và MQ. Thì cô sẽ đi đo cạnh dài trước này. Độ dài của MN thì sẽ có độ dài là cũng là 3 cm. Đây, điểm vào đây là 3. Và chiều rộng chính là độ dài của cạnh ngắn là 2 cm. Rồi, cô sẽ điền vào đây là 2 cm. Như vậy thì chúng ta sẽ có trong hình chữ, trong cái vuông ABCD, chúng ta có độ dài của cạnh nó là 3 cm. Còn trong hình chữ nhật MNPQ thì có chiều dài là 3 cm và chiều rộng của nó đấy là 2 cm. Và các bạn nhớ giúp cô này, khi mà chúng mình đi đo chiều dài cạnh của vuông thì chúng mình đo cạnh nào cũng được, cạnh DC cũng được, cạnh CB, cạnh BA hay là AD đều được, tại vì bốn cạnh này bằng nhau. Còn trong khi đi tìm chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật thì chúng mình sẽ đi đo chiều dài bằng cách là đo độ dài của cạnh MN hoặc là cạnh QP cũng được, tại vì hai cạnh này bằng nhau. Chiều rộng thì chúng mình sẽ đo cạnh MQ hoặc là NP đều được, hai cạnh này bằng nhau và đó là chiều rộng, được chưa ạ? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển qua bài tập tiếp theo. Chúng mình có bài tập số 3 như sau. Chọn câu trả lời đúng. Để cắt tờ giấy như hình bên thành một hình vuông, robot cần cắt theo đoạn thẳng nào dưới đây? Đây, chúng mình sẽ có 4 phương án. Đầu tiên là đoạn MQ, đoạn thẳng PN, C là đoạn thẳng PQ và đáp án D là đoạn thẳng MN. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ quan sát hình này. Đây, đề bài yêu cầu chúng mình là để cắt tờ giấy như hình bên thành một hình vuông. Lưu ý là hình vuông. Thì robot cần cắt theo đoạn thẳng nào dưới đây? 4 phương án MQ. Bây giờ chúng mình sẽ nhìn vào hình để chúng mình xem là cắt theo đoạn thẳng nào thì sẽ được hình vuông. Vậy thì để được một hình vuông thì chúng mình sẽ có nhỉ? Hình đó phải có 4 cạnh bằng nhau và có 4 góc vuông. Thì ở đây chúng mình nhìn thấy nào, hình này đã được đặt trên lưới ô vuông rồi, thì các góc như thế này, góc mà trùng với đường kẻ ngang và trùng với đường kẻ dọc như thế này và cắt nhau tại một điểm này thì góc này chắc chắn là góc vuông rồi, đúng chưa? Vậy chúng mình không cần phải kiểm tra góc nữa. Bây giờ chúng mình nhìn xem là cắt theo đoạn thẳng nào sẽ được hình vuông. Thì chúng mình có đầu tiên đó là MQ. Đây là đáp án A, MQ. MQ là cắt như thế này đúng không các bạn? Đây, cô sẽ vẽ ra đây này cho các bạn quan sát này. Đây. Thì chúng mình thấy là nếu mà cắt theo cái đoạn thẳng MQ này thì nó có được hình vuông không ạ? Thì cạnh sau hình sau khi cắt đây có phải hình vuông không ạ? Nhìn thấy ngay là nó không phải hình vuông, tại vì sao ạ? Tại vì mình thấy cái đoạn thẳng này này, đoạn thẳng đây 1 2 3 4 5 có độ dài là 5 vuông, còn cái cạnh dưới này thì chắc chắn là dài hơn rồi. 1 2 3 4 5 6 và 7 ô vuông. Vậy thì đoạn này dài hơn còn đoạn này ngắn hơn. Vậy thì không thể là một hình vuông được, tại vì có hai cạnh không bằng nhau. Tiếp theo đó là đoạn thẳng PN. PN đâu? PN là đoạn này cắt chéo như thế này thì nó có thể là hình vuông được không các con nhỉ? Chắc chắn là không rồi đúng không ạ? Vậy thì mình có đáp án B và đáp án A là không chính xác rồi. Đây, nhìn đây là biết ngay không phải hình vuông rồi. Tiếp theo là đoạn thẳng PQ. Đâu? PQ đâu? PQ đây. Đoạn này thì cô sẽ vạch đoạn thẳng như thế này để các bạn dễ nhìn này. Bây giờ chúng mình nhìn xem là cái hình này có phải hình vuông hay không. Cô sẽ đi kiểm tra hai cạnh liền nhau này. Đầu tiên nó là cạnh PQ, 1, 2, 3, 4, 5 có độ dài là 5 ô vuông. Còn cạnh phía dưới này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Như vậy là hai cạnh này không bằng nhau. Vậy thì chắc chắn nó không phải hình vuông rồi. Rồi đến phương án cuối cùng, đó là đoạn thẳng MN. Ba cái trên sai rồi thì xem cái này có đúng hay không. Đây, MN đây đúng chưa? Bây giờ chúng mình sẽ đi kiểm tra cạnh MN và cạnh phía dưới này, bốn cạnh xem có bằng nhau hay không. MN thì 1, 2, 3, 4, 5 ô vuông độ dài. Cạnh này 1, 2, 3, 4, 5. À, hai cạnh bằng nhau rồi. Cạnh này 1, 2, 3, 4, 5 cũng 5 ô vuông. Cạnh phía trên 1, 2, 3, 4, 5 ô vuông. Như vậy là bốn cạnh ở trong hình sau cái cắt này thì đều có độ dài là 5 ô vuông. Và chúng mình nhìn thấy này, cái cạnh mà MN này nó sẽ trùng với đường kẻ dọc của lưới ô vuông, còn những cạnh này thì nằm trên đường kẻ ngang và đường kẻ dọc. Vậy thì chúng mình sẽ có bốn góc này là bốn góc vuông và chúng mình sẽ có hình sau khi cắt sẽ là một hình vuông và chúng mình sẽ cắt theo đoạn đó là đoạn MN.
Đây, chúng mình sẽ khoanh vào đáp án chính xác, đó là đáp án D, được chưa? Nhớ này. Hoặc là nếu mà bạn nào mà nhìn thấy ngay đoạn này, sau khi cắt theo đoạn MN này sẽ được hình vuông, thì chúng mình sẽ chọn ngay mà không phải đi tìm hiểu ba cách ở phía trên, được chưa? Và bài tập số 3 này cũng chính là bài tập cuối cùng của bài học ngày hôm nay rồi. Về nhà các bạn hãy ôn tập lại các kiến thức về hình chữ nhật và hình vuông mà tiết học ngày hôm nay cô cho mình cùng tìm hiểu, để sau này chúng mình áp dụng vào các bài tập liên quan. Bây giờ thì cô phải nói lời chào tạm biệt với tất cả các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài học sau. Xin chào. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.